Anh thử làm cây ống nước đi. Ok em. Nhưng mà trước tiên test đam đi đã. Gần 3.000 đam. Đi farm thôi. Đây, chưa kịp đi farm đã bị thằng Mochi để cắn rồi. Tôi lại còn bị lag nữa chứ, đứng hình mất mấy giây. Ủa nó đâu rồi? Ủa? Ủa đấy, thấy chiêu mà lại không thấy người. À đây rồi. Ủa? Ủa? Ui ôi, anh em thấy chưa? Chiêu V Mochi ở chỗ mái nhà kia mà tự nhiên thấy đâu ra chiêu C của thanh niên này. Ôi trời ơi, ông này còn hóa bố nữa. Sợ không đánh lại hay gì ấy. Đã đi cắn người ta rồi còn sợ hả? Đấy, phải thế chứ. Ui trời ơi, tính đam sai rồi bạn ơi. Ui trời, sao mà bắt được. Rồi đấy, lại đứng hình rồi. Trời ơi anh em ơi, lag quá anh em. May mà thanh niên Mochi để không để ý đến tôi. Đấy, 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 đấy. May mà thanh niên không tiến đến combo nhá. Hên phết. Ấy à, yếu này. Này còn đấm chiêu V đó đi. Rồi. Lag mà vẫn đánh được. Ok, cái bạn kia, bạn fan nhé. Đây này. Bạn này muốn cho tôi bounty lắm. Mỗi tội là cho bên hải tặc thôi. Tôi 30M bên hải tặc rồi nhá. Nên là thôi, tặng bạn trái quay này. À, thôi nhá, bye nhá. Tôi sang server khác. Đấy chà. Đấy nhá. Một chiêu nữa. Thôi, thì gái mất tiêu rồi. Đấy, vừa mới vào trận hút về Poto chứ anh dai. Này thì hút về. Úi dồi ôi, tôi cũng trượt luôn. Trời ơi, lag. Ông này còn V4 đấy. Game ơi. Ủa mày quá, thằng này cũng dùng trượt chiều. Rồi sao, hút về ra chứ gì. Này thì hút. Nào. Thế nào nào. Cắn người ta còn combo spam photo à? Ây à, thanh niên vừa nãy rồi. Nãy ông bị KS nên giờ tôi ăn nhé. Thanh cừu. À, sau đó thanh niên chạy ra rất nhiều lần. Còn không thèm bật haki luôn. Thanh niên này chỉ ra khịa xong chạy thôi. À, đấy. Thấy chưa? Thanh niên nãy vừa khịa tôi xong rồi dùng chiêu F Mochi chạy ra đến tận đây. Đó, reset rồi. Không biết có hồi sinh ở đây không nhỉ. Không thì thôi, với pháo đầy biển. Kế nào cũng thanh niên cũng chạy ra khỏi vùng an toàn rồi. Thanh niên xem này. Ấy, chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Vẫn chưa bật haki kìa. Này thì chưa bật haki này, lại còn khịa kìa. Ha 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 ha. Tôi cười vào mặt bạn á. Rồi rồi, biết bật haki đồ rồi ha. Nhưng vẫn đi thôi. Ôi dồi ôi, gặp cái thằng Kitsune chỉ dựa dẫm vào cái V4 thôi. Khó chịu vãi anh em ạ. Tôi bị 3/3 rồi đấy. Thanh niên đang đánh nhau với tôi tự nhiên ra đánh thanh niên khác. Xong rồi tự nhiên hóa V4 luôn. Lúc yêu máu thì bay lên trời chạy. Rất khó chịu. Đấy, 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 chuẩn bị cái đấy. Đấy, thằng này này. Do thời lượng không cho phép nên là tôi xin phép cắt ra cái cảnh tôi bị 3/3 nhé. Trời ơi, toàn hóa V4 xong rồi yếu máu thì chạy lên trời. Bay luôn ấy. Rất khó chịu. Xong rồi tôi bị thằng 26M vả như con. Nó ra chỉ việc dùng chiêu C hay gì đấy. Két. Trời ơi, mấy thanh niên chơi Kitsune này không xanh chín gì cả. Ví dụ như cái thằng này này, gọi cả đồng bọn Mochi ra để đánh tôi, úp sọt tôi. Tôi còn đang bị lag nữa chứ. Anh em thấy đầu clip rồi đấy, đứng im mất mấy giây. Chạy cái gì mà chạy. Hả?
À, hình như không phải đồng bọn à? Oh, sorry nha. Nhưng mà mạng thì vẫn phải ăn thôi. Rồi, Kitsune đâu? À, đây rồi. Không có ba đuôi thì chạy đằng trời nhá. Này. Ui dồi, còn né được cơ à? Né hộ cái này cái. À, hóa V4 đồ ha. Hình như là gắn cái ria hút máu đúng không? Đó, dùng chiêu đi, hút máu thử xem nào. Ui, hút máu cũng nhiều phết nha. Nhưng mà với tộc Cyborg thì hút máu cũng như không à. Đốt máu liên tục thì làm sao mà sống nổi. Tôi cho bạn 5 giây để chạy. À, không chạy này. Rồi, sang server khác tự nhiên thấy ba ông nhõi này đánh nhau. Ây da, chùi cổng chạy. Trời ơi, cái thằng Shadow này phá hoài. Rồi mấy thanh niên đâu rồi ta? Hút máu lại cái. À đây rồi. Làm gì trên trời vậy? Đứng im này. Nghe đang giữ chiêu ha. Rồi hóa V4 được rồi ấy. Ông này còn chui cổng nữa này. Trời ơi, ông chạy lai này. Khó chịu ghê ấy. Rồi, hai ông phải đi với tôi. Đưa hết bó TA. Rồi về thăm thanh niên chạy lai này. Cổng đúng không? Ui. Thôi xong rồi. Kết thúc nhanh không thì out game mất bó TA mất. Ôi trời ơi. Thanh niên còn đang kênh chích. À. Emotional damage. Thôi được rồi anh em, mất bounty bình thường thôi anh em. Tôi là thử thách chơi game trước mọi hoàn cảnh mà. Thôi và sau đó tôi có đi farm thêm và nâng cấp cái ống nước lên 1 sao. Giờ test dam này. Rồi gần 4.000 dam kìa. Đúng thật, hai chiêu mạnh quá. Cộng 25% đam. Trời ơi, chỗ này loạn quá anh em. Rất đông. Toàn những thanh niên máu mắt thôi. Ấy rồi. Ôi ông ơi, đừng chạy. À rồi, thanh niên hiến rồi. Đấy, tôi bật sai bóc lên thì chỉ có chết thôi. Yếu máu thế mà. Uầy. Gì mà tộc tiên thần V4 này anh trai. Nguy hiểm thế. Ô, ông băng ông cũng chui cổng qua này. Đấy chật chật. À rồi đóng băng. Sao tôi cũng bị đóng băng vậy trời. À, không sao. Lại là bật tộc Cyborg V3 lên. Trời ơi mấy thanh niên tộc thiên thần rất chi là khó ưa nhá anh em nhá. Yếu máu là bay lên trời chạy à. Sky cam mà. Rồi ông băng kia ông lại chui vào chỗ đàn của tôi thì chết rồi. Chịu luôn đấy. Đấy anh em thấy chưa. Toàn sky cam thôi à. Tôi lại còn lag nữa. Và vài phút sau đó thanh niên quyết định chạy vào quán cà phê. Đấy tắt PVP. Tuyệt vời, không có gì để nói hơn. Mà cũng khi do ông 26M chơi trái lôi kia nên là thanh niên hơi sợ. Úi cái gì đấy. Đấm về chị anh gái. Úi trời ơi là cái gì vậy. Chọc mù mắt tôi đi. Bạn muốn chơi đúng không? Rồi chơi bạn luôn. Rồi làm gì tiếp, làm gì. Đấy thoát chiều dễ dàng. Ôi, ông còn bật tộc cá lên làm gì nữa đấy. Có phải tộc Cyborg đâu mà bật tùy tiện đấy. Vào đây. Cho ăn combo thứ hai của tôi này. Trời ơi. Vâng và sau đó anh em quyết định dịch chuyển nhanh về đảo bánh. Đấy anh em vừa thấy tôi dịch chuyển chạy luôn kìa.
cái gì vậy trời, tôi có làm gì đâu. Thật đấy. Thôi sang đảo cây xem có thanh niên nào đang đánh boss à. Ô không phải rồi. Đã. Ui 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 cái gì. Trời ơi mẹ đang gọi. À. Ôi tôi xong rồi, mất Ken rồi. Giờ chạy kiểu gì ấy. Ui. Ui may quá không chết. Với tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Vui, vui lắm anh em. Tự nhiên mẹ gọi. Thằng này nó ra nó cắn luôn á. Trời ơi. Má mày ướt á. Thôi sao. Anh Nhiên định chạy đấy anh em. Ôi giời, chật combo rồi. Không sao. Không sao, thanh niên chỉ cần dính cái đàn thì khỏi chạy luôn. Mà thanh niên này đang đóng vai Katakuri. Cầm nguyên cái đinh ba gai với cả áo choàng của Katakuri. Ôi giời ơi. Không hiểu sao bị chui dưới lòng đất lên thế nào. Này thì cosplay Katakuri này. Chạy đi đâu. Cắn xong chạy hả. Bây giờ ông còn hóa tục ca với bôn nữa. Gì đây. Tôi kẹt trong cây rồi. Ơ à? Ảo thật sự. Ai ra. Này thì hồi giáp. Ôi giời. Trời ơi chạy à, anh em. Chạy được không. Chạy được không. Bật tục ca lên thì vẫn chết kìa. Nói chung cái ống nước này cũng mạnh ấy. Không phế như cái kiếm nào đó. Emotional damage. Mày kêu cái gì. Mày còn đứng dưới cả cái ống nước này ấy. Rồi và sau đó tôi thấy thanh niên lại dịch chuyển trở về. Mà không rời server. À tôi biết thanh niên định làm gì rồi. Anh em thấy thằng hack này ở đây không. Tôi sẽ ăn cả thằng hack. Cả thanh niên này luôn. Cố mà ăn nhá thanh niên nhé. Đấy. Sao mà ăn được. Còn không bật Haki. Biến ra khỏi đây. Trời nhờn với tôi. Chúa tể thù dài hả. Bắt gặp một thanh niên đang đi farm. Đang đi farm bình thường. Tôi vừa dịch chuyển ra thanh niên cắn tôi luôn. Khó hiểu thật sự. Thế là bắt buộc tôi phải quay cái đoạn này rồi. Gì đấy. Cái Dragon Talon của ông có đánh bại được cái. Ơ cái gì ấy. Trời ơi lần đầu thấy Dragon Talon đẩy xuống mặt đất luôn. Tí gì chết à. Ủa thanh niên chạy đâu à. Làm gì kìa. Chạy ra kia chi vậy. Gì đấy. Thôi lên bảng đi ông. Mệt quá. Rồi cảm ơn. Một thanh niên nữa. Đi đâu thanh niên. Bạn đã ra khỏi vùng. Trời ơi lại còn lag nữa chứ. Không sao nói lại nhá. Bạn ra khỏi vùng an toàn thì bạn xác định là con mồi của tôi. Chống cự hả. Chống cự được nữa không. Ui giỏi rồi. Ok đi farm tiếp. Đang đi farm tự nhiên thấy sắp có red hải tặc. Nên là tôi tự nhiên thấy thanh niên này dùng trái quay. Đấy. Lên cái luôn. Trời ơi không biết thanh niên nào đây. Hình như không phải ít lít thế sao ấy. Đấy rời server luôn rồi. Ôi bạn ơi. Bạn dùng trái quay thì tôi respect bạn lắm rồi. Nhưng mà bạn đừng dùng chiêu linh tinh thế được không. Ok. Không hiểu sao 3M mà ít bao tí nhỉ. Đấy chà. Muốn có mạng thứ hai này. Xin nhá. Ôi giời ơi. Đứng đây một hồi. Ông này tốc biến ra nhanh phết anh em ạ. Trời ơi. Đang V4 đấy hiểu không. Lại còn Accident Rifle nữa. Này thì. Ôi ôi đừng cái. Đừng cái bạn ơi. Đổ xong.
Trời ơi, thanh niên này thời cơ quá anh em ạ. Không để cái ra KS thì chúng tôi này. Ái chà, hóa 14 đồ ha. Tôi cũng có nha. Em bị đóng băng này. Đóng băng này. Đấy, 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 chuẩn bị KS tiếp này. Trời ơi, anh bạn ơi, ông kia chạy mất tiêu à. Nên là tôi ăn tặng 3 trên 3 thì như này nhá. Ok luôn. Và sau đó có thằng bạn tôi, không biết có phải bạn hay gì không, ông ấy đánh hai chúng tôi như con luôn. Rồi cái được rồi. Và sau đó ông ấy tiếp tục quay ra hút V Poto tôi liên tục. Đấy, đinh ba dòng về V Poto, không để chạy nổi. Thôi ông ơi, nói với bố làm cái gì nữa, đã không muốn đánh rồi. Trời ơi, sắp rời server luôn rồi, sắp lắp body luôn rồi. Tôi tưởng chúng ta là bạn chứ, sao ông ác với tôi quá rồi. Đổi xong luôn. Không sao anh em, thử thách chơi game dưới mọi hoàn cảnh mà, sao mà có thể bỏ cuộc dễ thế được. Rồi xin. Ấy chà, nhân vật tiếp theo không chạy nổi đâu. Mà tôi cũng không hiểu tại sao tôi chạy nhanh thế. Ủa quá ghê, quá ghê. Ôi cảm ơn ông đã bóng băng mấy thanh niên này lại nhá. Tục về 4 à. Rồi xong, ăn khống chế là đi xin mạng thứ hai. Ấy à, hay quá, đóng băng được thằng 27M. Nhưng mà nó hút V nhanh thật sự. Trời ơi, ông này cũng giống như thằng bạn tôi đấy. Hút V Poto xong rồi đinh ba rồng. Rất khó chịu. Định lên 30M như thế à? Trông nó hèn hèn thế nào ấy. Rồi lâu lắm rồi không gặp mấy thanh niên dùng trái voi. Chắc phát hiện là phế lắm đúng không? Dụ tôi vào góc hẹp xong rồi spam đúng không? Đấy, không có chuyện đấy đâu. Tiếp tục tiếp 4 nữa. Ghê gớm, quá ghê gớm. Đợi tôi lên tộc đi rồi bạn biết tay rồi. Bạn nghĩ trong góc hẹp mà tôi sợ bạn? Trong góc hẹp tôi mới là làm chủ nhá. Rồi lên với 4 cái. Ok, giờ tôi dụ bạn lên đây này, bạn lên không? Lên không? Nè, xuống hồi giáp chứ gì? Xuống hồi giáp chứ gì? Trời ơi, chỗ đông quái thế này không còn đánh tôi được. Chịu. Còn thanh niên này á, khịa tôi cho lắm mà xong giờ chạy. Này thì chạy. Thanh niên vẫn tiếp tục ra cà khịa tôi các bạn ạ. Ôi trời ơi, làm cái gì vậy trời? Dùng chiêu chật đất à? Rồi xong rồi đấy. Thôi, thôi không sao, đuổi tiếp. Tộc thỏ chạy nhanh thế. Rồi răng tơ chạy đúng không? À không, không chạy nữa rồi. Dính chiêu là xong. Mà cũng lâu rồi không gặp mấy thanh niên dùng trái tơ nhỉ. Hiếm thật. Giờ chỉ toàn chơi mấy cái trái spam như Kitsune với T-Rex thôi. Nào bạn ơi, sao bạn 3M được hay vậy? Mà 3M hơi ít bounty á. Rồi ok, video của tôi cũng đến đây cũng kết thúc rồi. Anh em nào thấy hay like, subscribe nhá. Và hãy nhớ rằng tôi chỉ là một thằng đi chia sẻ kinh nghiệm chơi Blockfoot thôi, không phải pro gì đâu. Nên các bạn đừng mong đợi gì quá nhiều vào tôi nhé. Ok, bye.